Số 791 Phật thuyết xuất gia do duyên kinh. Hãy dịch đồ hóa tâm tạng an thác cao và nước an tức. Tôi nghe như vậy. Một thời Bà Già Bà ở trên núi Kỳ Xà Quật thuộc nước Xá Vệ cùng với đông đủ 1.250 đại tỳ kheo tăng. Bây giờ ở Bồ Tát Nang Đề cùng 500 ở Bồ Tát ra khỏi thành Vương Xá đến núi Kỳ Xà Quật, đến nơi cúi đầu đảnh lễ nơi chân Đức Phật, quỳ gối chắp tay hỏi Phật: Bạch Đại Đức, xin được nghe năm giới ở Bồ Tát, những việc làm ác nào là phạm vào giới chánh? Đức Phật đáp: Này Ưu Bồ Tát Nang Đề, có 10 việc ác sẽ gây thiệt hại đến mạng sống. Những gì là 10? 1. Đời hiện tại luôn ôm lòng giết hại. 2. Đời sau tâm độc tăng lớn thêm. 3. Từ bị thống khổ giết hại, oán nhau không dứt. 4. Người thấy không vui. 5. Suy nghĩ nhiều việc ác thấy người sợ hãi. 6. Ngủ không ăn giấc. 7. Nằm mộng thì sợ hãi thức dậy, thời luôn sợ hãi hùng. 8. Khi chết thì cuồng loạn mê man. 9. Sau khi chết thân hoại sinh vào trong địa ngục. 10. Chỉ được làm người phần nhiều đau bệnh mạng sống yếu ớt. Đó là 10 việc ác. Trộm cắp tài vật của người khác có 10 việc ác. Những gì là 10? 1. Tham lam sâu nặng. 2. Ta bị mọi người nghi ngờ. 3. Có thể phát sinh tội nặng. 4. Hành thì phi thời, động thì phi pháp. 5. Ác nghịch với bạn bè, xa đánh bậc hiền lương. 6. Phá giới thì có báo cảm ứng. 7. Thường bị vua tra xét, đền của thường mạng, giao nghiệp xấu xa, vứt bỏ vật báu. 8. Thân hoại mạng chúng sinh vào địa ngục. 9. Dù được làm người đó là khổ sở, thậm chí tiền của có nhiều cũng khó được hưởng. 10. Dù thu nhập được một ít tiền của, nhưng bị cộng vào năm việc như vua, giặc cướp, nước lửa và vợ con xấu ác, nay vừa cất giấu, mai biết đường sẽ lấy mất. Đó là 10 việc ác. Tài dâm có 10 việc ác, nhưng như là 10. 1. Người chồng thì bị vợ mình tra xét tên nhiều ác độc. 2. Nhà cửa tan nát. 3. Pháp thiện tiểu diệt, pháp ác tăng thêm. 4. Người ác hại đến thân. 5. Không quản thúc được vợ mình. 6. Không nắm giữ được của cải. 7. Thường bị người nghi ngờ. 8. Dòng họ bà con không tin cậy. 9. Gieo nghiệp như vậy, nha môn không trong sạch lương thiện. 10. Thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Giả sử được làm thân nữ, không riêng một vị, nếu được làm thân nam, dông đuổi theo tà dâm, bỏ rơi vợ mình. Đó là 10 việc ác. Nói dối có 10 việc ác. Những gì là 10? 1. Miệng thường hôi thối. 2. Tì thần tránh xa. 3. Ác quỷ dễ xâm nhập. 4. Lời nói thật lưu truyền ở đời, khắp nơi đều không tin. 5. Ở đời bị làm việc nặng. 6. Lời nói không có ý nghĩa. 7. Sự việc chưa rõ ràng, tiếng xấu nghe vang đi xa. 8. Bị người xem thường, không được cung kính. 9. Tùy có nói thật nhưng người không làm theo. 10. Phần nhiều ôm sự lo buồn sợ hãi, do nghiệp che bai. Khi thân qua đời, sinh vào trong địa ngục, dù được làm người từng bị che bai. Đó là 10 việc ác. Uống rượu có 35 việc ác. Thế nào là 35? 1. Của cải tiêu tan. 2. Các khổ hoạn đưa đến. 3. Oán thù tranh cãi tăng thêm nặng. 4. Để lộ thân thể. 5. Tiếng xấu lan khắp xa gần. 6. Thông minh trí tuệ ngày càng giảm bớt. 7. Để được thì không đạt được. 8. Đã đạt được thì lại mất đi. 9. Việc xấu càng tăng thêm rõ ràng. 10. Không lo nghĩ về việc chánh yếu. 11. Mê man ẩn hiện. 12. Dung nhan tiều tụy. 13. Khinh mạng tôn trưởng. 14. Không biết cúng dường sa môn bà la môn. 15. Đối với nhà mình không phân biệt lớn nhỏ. 16. Không tôn kính Phật. 17. Không trọng đại Pháp. 18. Chẳng kính việc tăng. 19. Gần gũi người ác. 20. Xa rời người trí. 21. Rơi vào đường tà. 22. Tâm không hổ thẹn. 23. Không giữ gìn sáu căn. 24. Hôn mê dâm dục. 25. Khắp nơi đều ghét. 26. Người thấy không thích. 27. Các bậc tôn túc đều đến quả trách. 28. Chiêu tập tạo tác việc ác. 29. Cậy dùng thế lực. 30. Không biết trách nhiệm. 31. Bậc trí đức ẩn tránh. 32. Không thể khác loài voi. 33. Cách xa niết bàn. 34. Gieo nghiệp cuồng loạn mê hoặc. 35. Thân chết mạng tiêu sinh vào trong địa ngục, dù được làm người ngu si tối tập.
Bấy giờ Bồ Tát Nam Đề và 500 tăng tấn sĩ, chư thiên, người đời, bốn chúng đệ tử, nghe Đức Phật nói đều phân mạng tọa trì, có đầu nhớ quanh sông, vui mừng lui ra.